Và các bác lưu ý này, chúng ta phải gỡ cái bao bằng cao su này khỏi cái cụm này, sau đó chúng ta mới đút được vào cái lỗ này. Mến chào các bác, bên cạnh em đây là một con xe Yamaha Grande đời 2016 và em vừa mới mua được một cái cụm xi nhan và còi trên Shopee trị giá là 125k về để thay thế cho cụm xi nhan còi của xe của em. Cái xe của em này thì cái còi thì không vấn đề gì, nhưng mà cái xi nhan này các bác này, như răng mọc lẫy này, và hôm nay em mua về tự thay. Video này dành cho những bác thích nghịch, thích phá, thích độ, thích chế, và không dành cho những bác đam mê an toàn nhé. Và một lời khuyên của em trước khi làm video này là các bác hãy phá những xe của mình nhé, đừng có sang nhà cô hàng xóm mà phá. Khi mà chúng ta đụng tới xe nó chạy được thì không sao, nó mà không nổ máy được thì các bác liệu chừng đấy. Và bây giờ em sẽ tháo cái đầu xe này ra để thay cái bộ còi và xi nhan. Cái bộ còi xi nhan này thì thực ra là theo như em ấy, thì nhà sản xuất nên làm dài hơn một chút nữa thì hay hơn. Đây làm ngắn xíu này, được khoảng 10 cm. Để tháo được cái cụm xi nhan và còi này ra thì ở đây các bác lưu ý này, nó có một cái rắc đây. Đó. Chúng ta sẽ tháo cái rắc này ra. Các bác rút ra. Các bác lưu ý là không phải lúc nào chúng ta cũng thay đâu. Có những lúc mà chúng ta có thể sửa được hoặc lấy các cái bình xịt RP7 hoặc cái bình xịt sạch mà nó hoạt động lại bình thường là ok. Còn lúc nào mà không thể sửa được nữa thì chúng ta mới phải thay. Đây em sẽ thử cắm vào đây luôn xem là nó có hoạt động không. Em sẽ bật xi nhan cho các bác rồi. Đấy. Rất là ok. Tức là nó đã tương thích với cái xe này. Em thử cái nút còi nhé. Ngon, ngon các bạn. Bây giờ em sẽ tháo cái cụm cũ này ra. Các bác lấy cái đầu bẹt của tua vít nhé, để chúng ta cậy cái lẫy ở dưới này. Đấy, các bác cậy nhé. Cái lẫy này ra. Này nó về phía trước nhé. Sẽ tiến hành lắp cái cụm xi nhan và còi này vào cái xe. Khi các bác lắp thì các bác phải lắp từ cái phía mặt ở phía bên trong nhé, các bác đút ra phía bên ngoài. Và các bác lưu ý này, chúng ta phải gỡ cái bao bằng cao su này khỏi cái cụm này, sau đó chúng ta mới đút được vào cái lỗ này. Các bác đi bao cho nó thì nó không vào lỗ đâu. Đó. Sau đó thì các bác sẽ đưa cái cụm này vào. Và các bác để ý nó có mấy cái lẫy. Các bác gài mấy cái lẫy vào là ok. Đó. Đấy, các bác ấn vào. Ấn vào là ok. Ấn mạnh tay nha các bác nhá. Đấy. Rất là zin luôn. Căng đét. Giờ các bác sẽ kéo cái cao su này quay lại cái vị trí cũ. Cái mục đích cao su này là để nó che bụi bẩn, nó khỏi bám vào các tiếp điểm các bác ạ. Đấy, cho nên chúng ta kéo vào vị trí cũ. Những cái đồ mới này thường nó khá là cứng, nhiều khi là các bác phải mạnh tay. Còn những cái đồ mà nó cũ nó nhão rồi thì nó lại rất là mềm, rất là lỏng lẻo. Đó, nó ôm vào đây là ok nè các bác này. Họ còn thiết kế cả cái núm này để bắt vào cái lỗ này, các bác nhìn này. Đấy, thiết kế rất chi tiết luôn. Gài vào cái lỗ này. Đấy, ok chưa?
Và bây giờ cắm cái rắc này, hy vọng là nó tới dây. Tới các bác ạ. May thế chứ nị. Nhưng mà có vẻ là căng đét. À không căng lắm, vẫn trùng. Đó, như thế là ok rồi đấy. Bây giờ em sẽ bật cái khóa lên để thử cho các bác xem này. Đầu tiên là sinh nhan bên tay phải này. Ok, các bác thấy hoạt động chưa? Gạt sang sinh nhan bên trái này. Ấn vào là tắt này. Gạt bên phải này. Ấn vào là tắt này. Còi này. Thế là hoạt động ngon các bác ạ. Đó, không phải ra thợ. Bây giờ em sẽ lắp cái đầu đèn này trở lại. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo. Các bác xem video trên kênh Sáng Tạo nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta có thể chăm sóc những chiếc xe trong gia đình nhà mình để đi, thứ nhất nó an toàn hơn, thứ hai đi nó phê hơn, và cái thứ ba là chiếc xe là bạn đồng hành của chúng ta trên mọi chặng đường, nó luôn luôn đi sát chúng ta. Cho nên là để cho chiếc xe nó hoạt động tốt thì chúng ta phải quan tâm tới nó các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.